Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tập huấn luật biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều luật biên phòng Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng khai thác thủy sản của phường Hải Bình đạt 7.130 tấn. Phóng sự, những thành tích nổi bật sau 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn luật biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều luật biên phòng Việt Nam. Sự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thị xã, báo cáo viên Pháp luật thị xã, lãnh đạo các phòng ban ngành thị xã và lãnh đạo cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Công chức Tư pháp Hộ tịch, 15 xã phường ven biển. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thị xã nhấn mạnh, Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 10 thông qua, được Chủ tịch nước công bố theo lệnh số 11 ngày 25 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thị xã Nghi Sơn có trên 42 km bờ biển đi qua 15 xã phường ven biển, có vị trí địa lý chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh quan trọng. Việc đẩy mạnh tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam nói riêng, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung cho cán bộ, nhân dân, được Ủy ban Nhân dân thị xã xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác để nâng cao nhận thức, tổ chức, thực hiện có hiệu quả luật biên phòng Việt Nam và các quy định của luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã. Trong 1/2 ngày, các đại biểu được lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa truyền đạt chuyên đề nội dung cơ bản của luật biên phòng Việt Nam và nội dung Nghị định số 106 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều luật biên phòng Việt Nam. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham gia tập huấn quán triệt, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả quy định của luật biên phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thời tiết, giá nhiên liệu tăng cao. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, từ thị xã đến các xã phường và nhân dân đã khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp và đạt được những kết quả nhất định trên lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Người dân trên địa bàn thị xã đã tổ chức gieo trồng đạt 10.836,71 hecta trên 19.000 hecta, bằng 57,03% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28.938 tấn, bằng 55,04% kế hoạch năm. Thị xã đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ hè thu, vụ mùa năm 2022, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, quản lý vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022. Diện tích trồng rừng đạt 206,5 hecta, bằng 51,6% kế hoạch. Thị xã đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 và phát động trồng cây phân tán trên địa bàn thị xã. Số cây trồng phân tán được hơn 189.000 cây, bằng 82,3% kế hoạch. Tổng diện tích bảo vệ rừng là 16.467,7 hecta, bằng 99,9% cùng kỳ. Chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2022, không để dịch lan trên diện rộng. Tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022, thực hiện phương án làm giảm vật liệu cháy và tu sửa đường băn cản lửa, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản và động vật hoang dã đến các xã phường và chủ rừng. Trên lĩnh vực thủy sản, toàn thị xã hiện có tổng tàu cá là 2.004 chiếc. 6 tháng đầu năm,
Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của thị xã đạt 18.804 tấn, bằng 58,7% kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 17.325 tấn, bằng 57,75% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.479 tấn, bằng 73,95% kế hoạch. Sản lượng thu mua là 62.600 tấn, bằng 52% kế hoạch. 6 tháng cuối năm 2022, thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng ban ngành, địa phương tăng cường theo dõi, chặt chẽ diễn biến của thời tiết, làm tốt công tác dự tính, dự báo để khuyến cáo người dân phun phòng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phòng bệnh để hạn chế sự lây lan và thiệt hại do bệnh hại. Khuyến cáo người dân gieo trồng các giống lúa thuần có khả năng chống chịu tốt với các loại bệnh hại chủ yếu, hạn chế gieo trồng các loại giống lúa lai mẫn cảm với sâu bệnh, tuyên truyền các giải pháp về canh tác, đặc biệt là bón phân đúng kỹ thuật để hạn chế tác hại của sâu bệnh gây ra. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phát triển đàn gia súc gia cầm, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022 nhằm hạn chế chi phí thức ăn trong chăn nuôi. Đối với người chăn nuôi gia súc gia cầm, cần tăng cường sử dụng thức ăn thô xanh, trong đó tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, dạ, khoai lang, cỏ voi. Đối với người chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản, gia cầm, tranh thủ lợi thế về nguyên liệu của từng địa phương như cá tạp, ngô, khoai, sắn, thóc, thực hiện việc nghiền, phối trộn thức ăn, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để hạn chế dịch bệnh, tăng sức đề kháng cho vật nuôi, giảm việc sử dụng thuốc thú y, giảm chi phí đầu vào trong chăn nuôi, khuyến khích chăn nuôi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp đồng để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm chăn nuôi. Tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về việc ủ thức ăn cho vật nuôi, kỹ thuật chế biến, phối trộn thức ăn chăn nuôi từ sản phẩm nông nghiệp địa phương có giá rẻ, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học cho vật nuôi. Trong phát triển lâm nghiệp, các đơn vị chuẩn bị lực lượng, huy động phương tiện, tham gia chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, sâu róm tại rừng thông, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thiết kế và trồng rừng vụ thu năm 2022, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra, tiếp tục thực hiện trồng cây phân tán theo kế hoạch 120 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để đạt mục tiêu 32.000 tấn tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản trong năm 2022, 6 tháng cuối năm, thị xã Nghi Sơn tập trung chỉ đạo các xã phường động viên ngư dân khắc phục khó khăn do chi phí nhiên liệu tăng cao, vươn khơi, bám biển, đánh bắt hải sản xa bờ, thúc đẩy các hoạt động khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, góp phần giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho ngư dân. Thưa quý vị và các bạn, phường Hải Bình hiện có 190 phương tiện khai thác và thu mua hải sản, giảm 14 phương tiện so với năm 2021. Trong đó phương tiện khai thác là 128 phương tiện. 6 tháng đầu năm 2022, phường đã chú trọng tuyên truyền động viên ngư dân, tăng cường vươn khơi bám biển, khai thác dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về khai thác, đánh bắt tại vùng biển, đồng thời củng cố ngư lưới cụ, đánh bắt hải sản có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, tổ trưởng tổ dân phố rà soát lại toàn bộ số tàu thuyền có chiều dài từ 6m đến dưới 12m. Và từ dưới 6 mét trở xuống, phối hợp cùng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, Phòng Kinh tế Thị xã, rà soát xác minh tàu cá hết hạn đăng kiểm, hướng dẫn các chủ tàu cá gia hạn đăng ký đăng kiểm để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị nhà nước hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ theo nghị quyết số 67CB đã giải ngân là 2 tỷ 100 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ lắp đặt máy giám sát hành trình đã giải ngân là 1,3 tỷ đồng. Tổng sản lượng khai thác ước đạt trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường là 7.130 tấn, đạt 47% so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng thu mua ước đạt 28.200 tấn, đạt 35% so với kế hoạch năm. Xác định khai thác thủy sản là nghề phát triển kinh tế của địa phương, 6 tháng cuối năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao, phường Hải Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân khắc phục khó khăn vươn khơi bám biển, duy trì và ổn định phương tiện khai thác hải sản. Bên cạnh đó, phường tiếp tục làm thủ tục cấp lại và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho các phương tiện tàu thuyền đủ điều kiện, tạo mọi cơ chế chính sách cho ngư dân như huy động mọi nguồn lực hỗ trợ vay vốn để đầu tư đóng mới tàu cá đánh bắt xa bờ có công suất lớn,
đầu tư trang thiết bị hiện đại để khai thác dài ngày trên biển, khai thác các loại hải sản có giá trị cao, thị trường tiêu thụ tốt, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu có sản lượng ổn định. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách Xã hội của tỉnh và cấp ủy chính quyền thị xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tín dụng chính sách được giao, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự trở thành người bạn đồng hành của cấp ủy chính quyền, giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững, cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách thị xã đã luôn bám sát cơ sở, phối hợp cùng với các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, xem xét, thẩm định chính xác các trường hợp vay vốn để hỗ trợ, giải ngân nguồn vốn nhanh chóng kịp thời. Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được chuyển đến 31 xã phường trên địa bàn thị xã với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay sửa chữa và làm nhà ở, giải quyết việc làm. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố và nâng cao. Trong 20 năm qua, đã có trên 122.896 lượt hộ nghèo và các gia đình chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong đó có trên 68,8 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Qua đó đã giúp cho trên 11.100 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn của Trung ương và nguồn ngân sách địa phương đã thu hút tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 16.300 lao động, giúp cho trên 9.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Xây dựng và cải tạo gần 16.304 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng 1.429 ngôi nhà cho hộ nghèo, 26 nhà cho công nhân, người có công với cách mạng và cán bộ công chức, viên chức có thu nhập thấp. Đặc biệt, từ cuối tháng 4 năm 2022 cho đến nay, thực hiện nghị quyết số 11 NQCP về triển khai gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Trên địa bàn thị xã đã có 542 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính và thiết bị học tập, học trực tuyến. 5 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được vay vốn để mua sắm bổ sung trang thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giải quyết cho trên 84 lao động được vay vốn, giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã trong 20 năm qua đã và đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh, hợp vệ sinh. Nhiều học sinh, sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, góp phần cùng với các địa phương trong việc hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Ngọc Miền, hộ vay tại thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân cho biết. Trước đây là gia đình tôi là gia đình hộ nghèo, tình hình kinh tế cũng rất khó khăn vì là có 3 cháu học đại học. Nhưng mà được sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách của các cấp huyện địa phương thì cũng cho gia đình vay học sinh sinh viên và vay giải quyết việc làm với số tiền 50 triệu. Gia đình cũng thêm vào cái nguồn vốn đấy để ở địa phương và gia đình có cái nghề truyền thống là làm chổi đót, chổi chít. Gia đình thêm vào và cũng phát huy được cái thế mạnh của cái nghề, cũng có tiền để nuôi cho các con ăn học, 3 đứa đã ra trường và có công việc ổn định rồi, xây dựng gia đình rồi. Và cũng giải quyết được cái 7 lao động
thường xuyên trong thôn, trong xã, và 4 năm lao động thời vụ nữa, với số lương là dao động trong khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Chị Lê Thị Hà, hộ vay vốn tại tổ dân phố Hồ Thịnh, phường Tân Dân cho biết. Năm 2015 thì gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, thì ngân hàng chính sách có cho gia đình vay 50 triệu chăn nuôi lợn và chăn nuôi bò. Thì nay gia đình tôi đã thoát nghèo, thì gia đình chúng tôi xin cảm ơn ngân hàng chính sách đã cho chúng tôi vay số vốn đó để làm ăn. Một trong những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua đó là Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua 4 đoàn thể. Nhờ đó, nguồn vốn vay đã đến với các hộ nghèo và các gia đình chính sách kịp thời và đúng đối tượng. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các hội đoàn thể đã nhận ủy thác trên địa bàn thị xã đang quản lý và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách thông qua 90 tổ chức hội đoàn thể cấp xã phường với 384 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị xã hội là 698,6 tỷ đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thị xã, với 13.765 khách hàng vay. Hàng năm, chất lượng tín dụng chính sách ủy thác qua hội đoàn thể không ngừng được củng cố và nâng cao. Đồng thời, các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã và Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, chỉ đạo thường xuyên công tác rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực tế. Chị Lê Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Hòa cho biết. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Hòa hiện nay đang quản lý các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách với 11 tổ và số dư nợ là gần 18 tỷ, với số thành viên tham gia là 349 thành viên tham gia. Thì hàng tháng hội cũng phối hợp với ngân hàng giao ban vào ngày 14 hàng tháng và cũng triển khai tuyên truyền và chỉ đạo cho các tổ vay vốn về việc sử dụng các nguồn vốn và đôn đốc các hộ không chây lười nợ quá hạn và tồn đọng lãi và sử dụng đúng mục đích. Chị Lê Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lâm cho biết. Thực hiện công tác ủy thác cho vay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lâm đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách thị xã Nghi Sơn chỉ đạo hướng dẫn duy trì tốt hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, hoạt động ủy thác do hội đảm nhận tăng trưởng đều qua các năm. Đến nay, dư nợ ủy thác do hội phụ nữ đạt 9 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã đem lại hiệu quả thiết thực cho hội viên phụ nữ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn phát triển kinh tế, vươn lên, ổn định cuộc sống. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 31 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân của 31 xã phường. Các điểm giao dịch là nơi ngân hàng triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương, đồng thời thực hiện việc giải ngân, thu nợ trực tiếp đến từng người vay, công khai các chế độ chính sách tín dụng ưu đãi, công khai danh sách hộ gia đình được giải ngân và dư nợ từng chương trình vay. Qua thông tin tín dụng chính sách giúp cho người dân hiểu rõ các quy định và nâng cao hiểu biết về từng chương trình tín dụng ưu đãi, đồng thời để nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải ngân cho vay ngay tại điểm giao dịch. Bên cạnh đó, ngoài bộ phận tác nghiệp chuyên trách của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, còn có sự tham gia của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng, đã góp phần xác nhận các đối tượng vay vốn một cách chính xác, nhanh chóng, gắn tín dụng chính sách với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hướng nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, có thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đồng chí Phạm Hữu Năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn cho biết. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm và cái chủ trương đúng đắn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình có cái nhu cầu vay phát triển kinh tế. Và như vậy là các cái hộ gia đình đã tập trung chỉ đạo và vay vốn, đã tạo cái điều kiện công ăn việc làm và có nhiều cái mô hình để giảm nghèo bền vững. Đối với Cát Sơn là năm 2018
là tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%. Và đến năm 2021 thì các Sơn còn 1,45%. Và đến năm 2022 theo tiêu chí mới thì các Sơn là còn 3,25% bằng 174 hộ. Như vậy thì cũng khẳng định là vấn đề cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Chính sách thực hiện các cái mục tiêu chương trình quốc gia nông thôn mới là hết sức quan trọng. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021, các Sơn cũng đã được là chủ trương và quan tâm vay vốn Ngân hàng Chính sách về nguồn vốn nước sạch, nên cái tỷ lệ nước sạch trong tiêu chí là về nước sạch và vệ sinh môi trường đã đạt trên 98%. Và năm nay thì chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách tiếp tục rà soát các cái đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thoát nghèo và các hộ gia đình mà có cái nhu cầu vay để phát triển kinh tế rồi là nhà ở, để làm đảm bảo thế nào để người dân được tiếp cận sớm với nguồn vốn này. Về lĩnh vực quản lý nhà nước thì đến bây giờ thì các Sơn cũng có trên 28 tỷ đồng, 16 tổ, trên là 602 thành viên vay vốn. Và hàng năm, hàng kỳ về phía Ủy ban nhân dân, thành viên hội đồng là Ngân hàng Chính sách đã xây dựng kế hoạch rà soát và đăng ký vốn và tổ chức cho các tổ vay vốn là rà soát, bình xét, công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó tham mưu và Ủy ban nhân dân phối hợp với Ngân hàng Chính sách để thực hiện công tác vay vốn. Về công tác quản lý thì sau giải ngân một tháng thì tổ và thành viên hội đồng chính sách của xã là sẽ rà soát quản lý đối với vốn vay sử dụng đúng mục đích, không có trường hợp nào dùng sai mục đích hoặc là nghiêm cấm vấn đề vay kế, vay giúp. Trên chặng đường đồng hành cùng người nghèo và các gia đình chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Sơn đã không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện chủ trương công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo nguồn vốn vay đến tận tay các đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đạt 700,3 tỷ đồng, tăng 673,3 tỷ đồng, gấp 25,94 lần so với năm 2003. Bình quân mỗi năm tăng 12,4%. Nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách và Xã hội thị xã đã không ngừng tăng trưởng, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, 100% cán bộ viên chức trong đơn vị luôn không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp văn minh lịch sự, luôn gần dân, sát dân. Đồng chí Bùi Huy Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Sơn cho biết. Từ hai chương trình tín dụng chính sách khi mới thành lập đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã triển khai và thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách, theo dõi và quản lý trên 13.792 khách hàng, với tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt 2.154,6 tỷ đồng. Đến 30 tháng 6 năm 2022, tổng dư nợ đạt 700,3 tỷ đồng và tăng 673,3 tỷ đồng, gấp 25,9 lần so với năm 2003. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 12,4%. Trong 5 năm trở lại đây thì tốc độ tăng trưởng là bình quân mỗi năm đạt khoảng 9,2%. Dư nợ bình quân đạt 50,8 triệu đồng trên một khách hàng. Phát huy kết quả đạt được trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Sơn tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền thị xã thực hiện tốt và có hiệu quả chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 và kết luận số 06 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng. Đồng thời bám sát các chỉ tiêu, các nghị quyết và chỉ tiêu của Ban đại diện Hội đồng cấp trên, chủ động phối hợp với các ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ vay, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng và phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng nguồn vốn của hộ vay. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ,
kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là các cái chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hội đoàn thể, ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội nhằm nâng cao cái chất lượng cái quản lý tín dụng chính sách. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với hình thức khen thưởng để động viên, khuyến khích và tạo động lực cho cán bộ hăng say lao động, xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng chính sách xã hội với tác phong giao tiếp lịch thiệp, nhiệt tình, trách nhiệm với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ. Trong thời gian tới, ngân hàng xã hội thị xã đề nghị với thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc thị xã quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội hàng năm từ 2 đến 3 tỷ đồng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn cho nhân dân trên địa bàn thị xã, nhất là trong thời gian phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả suốt 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Sơn đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc, tạo tiền đề cũng như động lực quan trọng giúp nhiều người dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn thị xã. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, thành viên tập đoàn FPT với hệ thống gần 700 nhà thuốc, tiên phong phủ khắp 63 tỉnh thành, chuyên cung cấp thuốc tốt chính hãng, giá tốt và luôn đầy đủ thuốc kê đơn của các bệnh viện lớn. Mừng cột mốc phủ khắp 63 tỉnh thành, nhà thuốc Long Châu ưu đãi 16.000 sản phẩm giờ vàng, giá chỉ 6.300 đồng, đồng loạt giảm thêm 630.000 đồng, 100% tặng thêm quà. Bà con cần mua thuốc, gọi ngay 1800 6928 hoặc đến nhà thuốc Long Châu gần nhất để được phục vụ nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.